Công an làm việc với ba người xịt sơn quảng cáo web cá độ ở thành phố Thủ Đức. Nhóm thanh niên khai được người khác thuê xịt sơn hàng loạt ghế đá nhà dân nhằm quảng cáo web cá độ với tiền công 10.000 đồng mỗi ghế. Tối ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai đối với Lý Văn Quý, 24 tuổi, Bùi Thái Bảo, 20 tuổi, Nguyễn Văn Được, 22 tuổi, cùng quê Cà Mau để điều tra về hành vi xịt sơn quảng cáo web cá độ. Theo cảnh sát, đây là ba thanh niên xịt sơn hàng loạt ghế đá nhà dân ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Công an thành phố Thủ Đức vào cuộc truy xét, mời nhóm này về trụ sở làm việc. Bước đầu, ba thanh niên khai được người khác thuê xịt sơn quảng cáo cho web cá độ với giá 10.000 đồng mỗi ghế. Ngày 26 tháng 6, nhóm này xịt được khoảng 700.000 tiền công. Trước đó, nhiều người dân ngụ phường Long Thạnh Mỹ phản ánh ghế đá trước nhà mình bị người lạ xịt sơn với nội dung hi88.com. Cược giải trí, kiếm tiền tỷ. Qua tìm hiểu, người dân biết được hi88.com là trang web cá cược cờ bạc trực tuyến. Ngoài ra, ghế đá của nhiều nhà dân, quán cà phê quanh khu vực cũng bị người lạ mặt xịt sơn với nội dung tương tự.